cái này á, để mà làm được cái nhà phải có xài bếp khè nghe mới được nha, hoặc là ở nhà bếp ga là bếp ga lớn. Riêng cái món mà sò huyết rang muối ớt hoặc là rang muối tuyết không có bột ngọt thì em nói cái nhà là làm suốt đời, làm tới chết luôn nó cũng không bám dính được nha. Wow. Rồi tới công chuyện rồi cả nhà ơi, hôm nay nha. Trời ơi, mới về mới có sầu huyết cồ, trời ơi, nhìn thôi là chảy nước miếng nè. Con nào con đó nó to không nội ơi. Nè, quá trời bự luôn nha. Bữa nay về sầu huyết cồ bự không mà, hôm nay em sẽ làm sầu huyết cồ rang muối nha. Hướng dẫn cái nhà cách thức làm sao, cái mẹo làm sao để sầu huyết cồ rang muối nó dính muối nha. Cực kỳ ngon. Bây giờ em sẽ bắt 4 con cả nhà. Cái này sai tầm khoảng 5 con 1 ký nha. 5 con 1 ký. Em sẽ làm món là sò huyết cồ rang muối. Sò huyết và rang muối là ngon nhất nha. Nhưng mà để làm sao mà rang muối vô dính á thì rất nhiều người không biết. Cả nhà coi ngay video này và có từng mẹo rang muối dính nha. Rồi cả nhà ơi, đầu tiên nha, mình sẽ lấy 4 con sò, mình đem đi chặn sơ nha, chặn nhẹ thôi. Chặn sơ sò huyết và chặn như vậy nè, để cho sò nó tái trước. Thứ hai là chặn như vậy nè, để cho sò nó ra cái được cái độ mặn nha, tại vì sò huyết nó ngậm độ mặn á, nó sống ngoài biển. Rồi chặn sơ đi, nó lắc kêu vào cái rồi. Rồi giờ sẽ tắt bếp. Đầu tiên cả nhà ơi, mình sẽ cho nha 1/3 giá nước, 1/3 giá nước. Tiếp theo nha cả nhà, mình sẽ cho nha 2 muỗng bột ngọt. 1 muỗng. 2 muỗng. Và đây là mình sẽ cho là 2 muỗng muối, tỷ lệ là 22 cả nhà. Và đây mình sẽ cho là 2 muỗng ớt. Gan muối ớt là ăn càng ớt nhiều càng ngon cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cả nhà ơi. Cái này á, để mà làm được cái nhà phải có xài bếp khè nha mới được nha, hoặc là ở nhà bếp bếp ga là bếp ga lớn mình mới nấu được. Và mình sẽ đánh nha. Cái này cả nhà lưu ý là phải đánh đều tay nè, cho những cái muối ớt và bột ngọt nó hòa tan vào nhau nha thì mới bám dính được. Mình sẽ đánh đều tay cái nhà cho nó hòa quyện nè, thấy không, đánh đều tay nè cho nó sệt ra nha. Và cái món cái nhà lưu ý nha, mình trụng sầu huyết sơ như vậy nè, để là khử cái độ mặn của nó. Bên hai là cho sầu huyết nó nhả cái nước ra nha, nước biển á. Nếu mà sầu huyết á mà nó còn nước á, hồi mình rang á nó chảy nước ra sẽ không dính nha. Rồi sau khi mình đã đều tay cái nhà, đều tay nha, bắt đầu sọt đều nha, mình sẽ cho sò vào đó. Và mình sẽ là cho con sò nha, nó ướt đều nha, muối và ớt đó, mình rang như vậy. Mình rang như vậy là vừa canh vừa tới nó sẽ dính, nó mới dính được như vậy nha. Đó, như vậy là dính nó mới đẹp nha cả nhà. Trời ơi, thấy không, đẹp không? Cái chảo này nó sẽ khô như vậy. Cả nhà ơi, mời cả nhà thưởng thức cùng em nha, thật sự nha cả nhà. Bữa giờ em lên mấy video càng cua đăng muối thì anh chị em nói là thằng này bị ngáo, bị khùng, để bột ngọt quá nhiều mất trí nhớ. Em nói cho anh chị em biết nha, thật sự nha. Một số nói chung là không phải là người ta không dám công bố, nhưng mà thật sự á, nếu mà đố riêng với cái món nha, riêng cái món mà sò huyết rang muối ớt hoặc là rang muối tuyết mà không có bột ngọt thì em nói cái nhà là làm suốt đời, làm tới chết luôn, làm tới nói chung là tới gọi là tới cuối đời luôn, nó cũng không bám dính được nha. Nó phải có bột ngọt nó mới dính được. Nguyên lý của hóa học thì có muối và bột ngọt, khi mà mình xào như vậy, mình rang như vậy thì nó kết tụ lại, nó mới dính lại như một cục như vậy nè, nó mới dính lại như vậy nè đó, nó đúng mới dính lại như vậy nè cả nhà, thật sự nó mới dính như vậy nha. Còn không em nói cả nhà là làm tới chết còn không dính nữa. Nên anh chị em nha, đừng có nói là ăn bột ngọt nhiều, nhưng mà em nói các anh chị em nghe nè, ở khoa học đi, có ai chứng minh hoặc là những nhà khoa học nào hoặc là những bài báo nào có chứng minh là ăn bột ngọt nhiều mất trí nhớ chưa? Chưa bao giờ nha. Cái vấn đề mà ăn bột ngọt mất trí nhớ đó là những anh hùng bàn phím tự đặt cho nó thôi, chứ thật sự trên những nhà khoa học của thế giới và kể cả những giáo sư tiến sĩ cũng chưa ai khẳng định là ăn bột ngọt mất trí nhớ hết. Tại vì anh chị em cứ bắt đầu có giai đoạn mà người ta thổi phồng lên á, rồi mấy anh em ở không á, anh hùng bàn phím á, ở không rồi rồi nói chuyện tốn nước miếng mà đâu có gì đâu. Nói chuyện tốn nước miếng, nói chuyện khơi khơi có tiền đó, xong là anh hùng bàn phím spam vô ăn bột ngọt mất trí nhớ, thật sự là không có hết nha, không có luôn nha, không có. Chừng nào mà có nghiên cứu á thì em mới xác nhận nó là đúng. Nhưng mà thật sự em có hỏi trên kênh của em á, em làm cái clip mà càng cua đăng muối, có một anh vô bàn luận rất là đúng luôn.
anh nói thật sự đúng là hay, thì vì anh nói là biết nếu như mà đối với món mà rang muối mà không có bột ngọt thì làm không bao giờ dính được. Và cái bột ngọt này em nói cả nhà này nha, giờ ai mà sợ thì không ăn thì thôi, nhưng mà thật sự dân mà đi nhậu mà thích ăn càng cua càng kìa rang muối mà không ăn cái này uổng lắm. Tại vì nha, cái miệng mình á, nhìn lúc lúc á, cái vị nó đã, khi mình uống bia rất là cuốn nha, khi mình uống sinh tố nó bạch vô nó cuốn. Mỗi lần nha, mấy ông mà nhậu ngủ ghiền còn dữ nữa, mấy ông ăn món này nha, nhất là mấy ông dưới quê này thì ông không biết làm. Ông làm mà coi clip này của em nè, nhậu một ông, một con nè, nhậu có 10 lít chưa say. Tại vì nào, mấy ông dưới quê nhiều khi ăn trái chuối chát là nhậu rồi, còn này nút một cái vị nó cuốn, uống ly rồi nút hết con sò này thì tới sáng luôn. Đó, em kinh doanh là không có gì để giấu chứ, có sao nói vậy. Công thức em làm sao em làm y chang mà cho nhà biết. Hai muỗng bột ngọt, không có nhiều đâu cả nhà, hai muỗng đầy, nói chung là đối với cả nhà nhiều nhưng mà đối với em bình thường. Rồi cả nhà, mời cả nhà thức cùng em nha. Trời ơi nó ngon. Trời, con sò nè, à, nó bự. Trời ơi, nó bự ra. Ôi ôi, nó bự kinh khủng khiếp luôn cả nhà. Sò này thì mình ăn mấy nước chấm hải sản này tới công chuyện luôn nha. À, mình sẽ chan ở đây một miếng nước chấm hải sản. Quá chỉ bị con sò huyết mập. Ôi nó mập mà, nó bự gấp mấy con lần con bình thường. Wow, nó đã, ăn vô một cái nó sướng. Ngon, cực kỳ ngon cả nhà ơi. Thật sự nó ngon, quá ngon nha. Mà anh chị em nào mà thật sự, em biết rất nhiều người thích món rang mướt vậy mà làm cũng được, nhất là mua càng cua càng ghẹ về rang được thì luôn ngay video lại lại và xem ngay công thức của em nha. Hai bột ngọt, hai muối, hai ớt và hai cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà ở tiếp sau.